rơi nước mắt cạnh hai người vợ lo cho đám tang của chồng mình. Đó, người vợ lớn đang đội nón lá, mặc cái áo bà ba màu xanh, còn người vợ thứ hai là đội cái nón lá có cái quai nón màu cam đó cô chú anh chị. Đó, rất là hương nha. Đó, hai người vợ cùng nhau lo cho cái đám tang hậu sự của chồng mình để chồng có thể là yên tâm về với cõi Phật. Lúc này một cái đám tang của đại gia ở Hoa Chiên, Nghĩa Trang, Bình Dương nha. Hai bé giúp xin đòi đó. Xin đòi không vậy? Hai bé xin đòi không? Giúp xin đòi. Đúng rồi, bên chùa Ấn Quang có hai người kia. Cái đèn hồng bên chùa Ấn Quang á, ai dùng cái lọng này nè. Có cái lọng ở trong đây nè. Là người gia đình là chuẩn bị đồ cúng chứ anh chị. Giờ hạ nguyện xin. Rồi bây giờ là mấy anh đâu thì chuẩn bị rồi. Gần quá không cần lọc luôn. Từ từ để gia đình trước đi, từ từ. Nó dần qua Tết rồi, nó dần qua Tết là rồi. Rồi con cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái nén hương sau cùng dành cho 63 tuổi cô chú anh chị ở Tân Phương Khánh ha. Thì thank you.
đầu kem đi. Còn mấy bộ đâu tại á, để lên giỏ đây còn tôi xem còn mấy bộ á. Còn chơi còn cách nữa. Cái nào vô live quá thì cận cảnh người vợ thứ hai khóc nghẹn khi mà hạ quan tài của chú anh chị ơi. Đó, người vợ thứ hai khóc nghẹn khi tiễn chồng về với cõi Phật. Video này chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì Hiển Tiên cũng sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.